Vào đúng ngày hôm nay, 35 năm về trước, hai nhà du hành vũ trụ Gagarin và Phạm Tuân được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Liên Hợp 37. Kỷ niệm sự kiện này, vào ngày hôm qua, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 35 năm chuyến bay vũ trụ lịch sử Việt-Xô. Ngày 23 tháng 7 năm 1980, hai nhà du hành vũ trụ Gagarin và Phạm Tuân được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Liên Hiệp 37. 8 ngày trong vũ trụ với 142 vòng quỹ đạo quanh trái đất, hai nhà du hành đã thực hiện nhiều thí nghiệm và nghiên cứu khoa học mà cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Vào năm 1962, khi cùng Tito, nhà du hành vũ trụ thứ hai của Nga đi thăm Vịnh Hạ Long, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, mơ ước của người là được thấy người Việt Nam bước chân vào vũ trụ. Đúng 18 năm sau, chính mối tình hữu nghị Việt Nam-Liên Xô đã hiện thực hóa mong ước ấy của người.